Chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tạo hiệu ứng Check Motion trong ứng dụng Premiere Pro CC 2018 để mình che mặt đối tượng mà mình không mong muốn. Chẳng hạn trong quá trình các bạn làm video mà các bạn có một cái người nào đấy người ta không muốn hiển thị mặt của mình, hoặc là có một người bạn cần che mặt đi đấy, hoặc bạn làm một video về quảng cáo mà các bạn có những cái biển quảng cáo nó bị lẫn vào, hay là bộ phim đấy của các bạn nó có những cái sản phẩm mà các bạn không muốn nó hiển thị thì bạn phải che nó vào, làm mờ đấy gì đấy, làm nhòe đi trong các hình ảnh các bạn thấy đấy. Thì các hiệu ứng đấy mình dùng trên Photoshop. Nếu cái hình ảnh 2D thì mình hay dùng Gaussian Blur đấy để mình làm. Thì các bạn thấy một đặc điểm rằng ở hình ảnh thì nó đơn giản, nhưng mà sang video thì nó rất khó, ở chỗ là nếu mình mà tạo cái hiệu ứng gì đến cái gì, hiệu ứng nó che đấy thì nó chỉ che được một điểm đấy, nhưng khi đến cái điểm khác hay là một gọi là một frame khác đấy thì mình không che được. Ví dụ như cái video này các bạn nhìn nhá. Cái người này mình thấy người này đang di chuyển đấy bạn này, khuôn mặt người này đây. Ví dụ như mình muốn che người này đi, mình chỉ che được ở một cái điểm nào đấy, ví dụ như ở điểm này mình che thì người ta ở đoạn này, nhưng mà cái điểm đầu thì người ta lại mãi tận đoạn phía sau này thì nó sẽ bị lệch đi. Thì cái hiệu ứng này nếu mà bạn làm trên After Effects thì các bạn sử dụng cái hiệu ứng gọi là Motion Tracking đấy, thì nó có cái bám vật thể luôn thì mình sẽ rất tiện. Thì nhưng mà các bạn làm ở trên Premiere thì có nhiều bạn vẫn chưa biết được, hoặc là mình làm theo cách mình keyframe thì nó hơi là lâu. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách che như vậy bằng cách mình sử dụng thuộc tính là mình làm nhòe bằng Gaussian Blur, và mình dùng check motion để mình có thể tự bám theo cái vật thể của mình nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái video của mình, bạn đưa vào, bạn đưa cái nội dung video của mình cần che lại nhé, vào trong cái phần mềm này. Sau đấy là các bạn sẽ vào cái phần effect cho mình, các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm cho mình là Gaussian Blur. Đây các bạn thấy mình gõ G thứ nó ra rồi, là các bạn thấy nhìn này, ở trong cái phần mục là video effect này, ở phần blur và sharpen này mình có cái Gaussian Blur này. Thì bạn kéo cái phần Gaussian Blur này, các bạn thả vào trong cái video của mình cần thường kiểu hiệu như đấy. Thì bạn thấy rằng ở trên cái tab effect của mình ở bên này mình đã có cái thêm cái ứng Gaussian Blur đây. Thì các bạn nếu mà chưa có thì các bạn có thể vào trong Windows, các bạn mở cho mình cái effect control này nhé các bạn nhé. Có phím tắt là Shift F5 đấy. Rồi sau đấy tiếp theo là gì? Vậy cho bạn nhìn nhé. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn che từ điểm nào thì mình sẽ bắt đầu nhé. Ví dụ như chẳng hạn như trong một cái đoạn video của bạn đấy, cái người đấy người ta bắt đầu xuất hiện từ cái đoạn 1 giây hay là 3 giây thì các bạn sẽ di chuyển đến điểm đấy nhá. Nhưng của mình đây người ta xuất hiện từ đầu luôn thì mình để từ đầu luôn các bạn nhá. Có nghĩa là cái người tại đấy người ta xuất hiện từ đâu thì các bạn đặt cái điểm đấy, hoặc cái điểm các bạn cần che nó nằm ở vị trí giây bao nhiêu thì bạn kéo đến nhá. Sau bạn nhìn này, ở trong cái thuộc tính blur này mình là blur là nó làm nhòe đấy các bạn nhá. Mình sẽ kéo lên các bạn thấy nhá. Ở cái phần blur nét này mình sẽ kéo này. Đấy bạn thấy rằng mình kéo lên là nó càng ngày càng nhòe này. Ví dụ như nhòe này là mình sẽ không còn thấy cái gì đâu các bạn nhá. Đấy các bạn thấy rằng nó nhòe này là mình không thấy được đúng không? Và mình che thế này là mình che cả video rồi thì nó không không được đúng lắm, thì phải mình phải làm thế nào? Thì các bạn nhìn nhá, ở đây mình sẽ có các công cụ vùng chọn như là hình tròn này, rồi hình vuông này, rồi vẽ vùng tự do bằng cách bạn dùng pen này. Thì các bạn có thể chọn, ví dụ như cái đối tượng của bạn nó hơi chéo hơi khó đấy thì bạn có thể dùng cái pen này để bạn chọn các góc, ví dụ như cái hình của cái người này, nếu mình che cái người này nhá thì mình sẽ dùng cái góc, còn không thì mình sẽ chọn vào công cụ tùy phù hợp. Ví dụ mình che cái mặt của anh bạn lúc nãy đây thì nó là mặt hình tròn này, mình sẽ chọn hình tròn nhá, đơn giản thôi đấy. Các bạn thấy rằng mình đã xuất hiện hình tròn này, sau mình di chuyển cái hình tròn này sang cái vùng cần che. Các bạn nhìn đây nhé, chẳng hạn như mình mà che cái người này này mà mình muốn cho nó chi tiết để nó không không bị che những cái cảnh xung quanh nữa đấy, thì mình sẽ phải dùng pen các bạn nhé. Mình sẽ vẽ bằng cái đường theo những cái đường line của cái hình người này là mình sẽ che được này. Còn nếu mà các bạn mà muốn có một cái hình bằng hình vuông rồi thì các bạn sẽ sử dụng hình vuông nhé. Ở đây mình dùng hình tròn vì cái mặt người hình tròn mà. Ở đây các bạn di chuyển vào, các bạn thấy này, mình sẽ có thể co nó lại này, cho nó nhỏ lại bằng cách mình kích vào những cái điểm của này, mình kéo tự do này, các bạn thấy này. Đấy, mình có thể bẻ cho nó nhỏ lại. Đấy các bạn chỉnh ấy. Đấy bạn kéo xuống đây. Các bạn thấy nó hơi chèo ở đây thì các bạn có thể kéo ra. Bạn làm cứ làm sao cho nó phù hợp thôi. Mình để vào đấy nó nào ra cái mũi tên với cái hình tròn này bạn kéo nhé. Đây. Mình thấy như này nó vẫn hơi ấy thì mình sẽ cho nó vào đây. Đấy. Mình thấy thế này là phù hợp, hoặc các bạn có thể cho nhỏ cũng được nhá. Còn cái này các bạn nhìn này, nó là cái dạng là cái hacknet đấy, có nghĩa là cái nó làm mờ cái đường biên đấy. Nếu mà các bạn không dùng cái này đấy, thì nó cái đường biên nó sắc, ví dụ những hình tròn của mình nó mờ, nó sắc sắc luôn cái hình tròn. Nhưng mình mà kéo cái này nó rộng ra thì nó sẽ tạo cái đường biên đấy, nghĩa là nó sẽ mờ ra, thì mình sẽ có thể cho cái này nó nhỏ lại một xíu nữa này để mình têu thêm cái đường biên nữa chẳng hạn. Đấy mình sẽ cho thế này nhá. Sau đấy mình kéo cái này cho cái đường biên này, bạn thấy này, đấy cái vòng tròn mình đang ra đấy. Đấy, mình cho nó mở cái đường biên nó ra này cho tự nhiên này. Các bạn nhìn này, ở đây mình có hết này. Mình có cái mask feather này là cái đường biên đấy các bạn thấy này. Nãy mình mà chỉnh nó thông số nó sẽ thay đổi đây này. Mình có thể di chuyển xuống các bạn thấy chưa? Đấy cái đường biên nó sẽ khác đấy. Đấy mình thấy nhỏ hơn các bạn thấy chưa? Thì ở đây thì tùy các bạn nhé. Còn mask opacity nghĩa là cái đường mask này bạn có thể giảm cái phần đầu nó trông dần đi nhá. Có nghĩa là nó sẽ không, nó sẽ 100% hoặc là thấy rõ dần, giống như kiểu là cái hình ảnh này mình có thể giảm opacity đấy. Cái này bạn chắc bạn đã biết rồi đúng không? Rồi thì bắt đầu là mình sẽ di chuyển đến cái điểm mà các bạn cần che nhé. Ví dụ như cái di chuyển các bạn là
cái video của bạn nó cần chia cái mặt người đấy từ đến là điểm nào thì các bạn di chuyển đến này. Ví dụ như mình di chuyển đến cái điểm này này, hoặc là cái anh này mình nó xuất hiện hết ở trong cái video của mình. Đấy thì mình di chuyển đến đây, sau đấy mình sẽ lại chọn vào cái phần mình đã chọn lại cái mask đấy, cái mask 1 đấy. Bạn nhìn thấy này, mình sẽ lại di chuyển vào cái mặt của anh đấy này. Đấy mà thấy cho nó vừa rồi nhé, thì mình sẽ không phải chỉnh lại nữa. Nhưng nếu nó nhỏ thì các bạn cần chỉnh lại nhá. Rồi đến công đoạn này các bạn đã thấy ưng ý, chẳng hạn như cái hình các bạn nó che vừa đủ này, các bạn thấy rằng những cái góc và những cái bẻ của mình nó chuẩn rồi nhá. Các feather của mình, đường biên nó mở nó chuẩn rồi đó. Thì các bạn sẽ click ra ngoài này. Bạn nhìn thấy rằng sau đó bạn chọn lại vào cái video này. Bạn chú ý một điều này, ở cái phần mask này, bạn nhìn cho mình nhá, bạn nhìn vào cái mask 1 này. Bạn nhìn này, có cái phần mask path này, các bạn thấy rằng ở đây mình có cái dạng như là phím check này, nghĩa là nó lùi về này. Rồi nó phím check select mask forward này, nghĩa là tiến lên này. Rồi phím dạng như kiểu mình tua một frame này, hay là mình lùi một frame này. Thì mình có thể biết được ở trong giống cái bảng này bạn đã từng học rồi đúng không? Thì ở đây mình đang muốn check motion cho cái hình ảnh ảnh này, thì mình sẽ thì ở đây mình đang muốn check motion cho cái video này, thì mình sẽ click vào cái mũi tên này bạn nhé, cái check select mask backward nha, backward cho nó chạy lùi lại nhé, để cho nó chạy lùi cái nó check cho lùi video mình lại nhé. Mình click, các bạn nhìn xem này. Đấy, bạn thấy rằng nó sẽ ra cái bảng checking, bắt đầu nó dần dần nó chạy này. Ở trên này xuất hiện các keyframe, bạn thấy chưa? Những cái giống kiểu hình biểu tượng mình keyframe này. Bắt đầu nó bám theo cái vật thể nên nó di chuyển này. Đấy, bắt đầu bạn chỉ chờ trong quá trình gen nó checking thôi. Cái này nó lâu hay nhanh, nó tùy thuộc vào cái video của bạn, độ dài cũng như cái độ phức tạp nhé. Ok, nó đã checking xong, các bạn nhìn, mình sẽ play cho bạn thấy nhá. Đấy, bạn thấy rằng bây giờ nó bám đuổi này, thấy chưa? Nó chuẩn luôn, nó che luôn mặt người này, không còn thấy một chỗ nào nhá. Ở đây là những cái video nó checking được chuẩn 100% này, nhưng có những cái video nó sẽ phức tạp ở chỗ là những chuyển động đang đột ngột bên này, người ta nhảy sang bên này luôn. Thì những ở những cái khoảng đấy thì các bạn sẽ không bao giờ chính xác 100% được, nghĩa là những cái khoảng đang di chuyển bình thường nhá thì nó không sao, nhưng đột nhiên bạn ném một quả bóng bay cái vụ sang bên này cái thì cái check của mình nó bắt không được kịp, nghĩa là nó sẽ có một cái frame nào đấy nó bị hơi bị lệch. Thì các bạn làm thế nào, thì các bạn nhìn vào cái bảng check của mình như này. Đấy, các bạn nhìn nhá, sau đấy các bạn có thể kéo lại cho nó giãn ra này, các bạn nhìn nhá. Đây, bạn kéo cho cái check của mình ra từng cái frame một này. Bạn nhìn này, trong ví dụ cái dây này của mình nó lệch nha, bạn sẽ click vào cái này này. Bạn chọn vào trong mình cái phần mark nha, bạn click vào cái phần cái frame đấy này. Các bạn thấy rằng cái frame này của mình nó nằm ở điểm này đúng không? Mà nó bị lệch chẳng hạn, thì bạn cứ nắm vào nó, bạn di chuyển lại một chút này. Đấy, bạn bẻ lại gốc cho nó. Ở đây nó bé quá, bạn có thể to lên cái phần che đấy đi. Đấy, các bạn làm ví dụ như vậy. Rồi đến một cái frame khác, chẳng hạn như cái frame này nó mà lại lệch tiếp, thì bạn lại chọn vào, bạn di chuyển, sau bạn lại cho to cho chỗ tùy thuộc làm sao đấy. Có nghĩa là trong cái đoạn video của bạn đấy, nó mà che chỗ nào chưa được ưng ý thì bạn quay vào, bạn sửa từng cái frame một bạn nhé. Thực ra cái này sửa nó không bao lâu đâu, mình chỉ sửa một vài frame là nó chuẩn thôi. Nhưng cái video của mình đây thì nó đã chuẩn rồi này. Thì bây giờ mình chỉ cần dùng mình play lại là ok thôi, mình không cần phải chỉnh vào cái gì nữa. Mình nhìn này, các bạn nhìn này. Đấy, chuẩn rồi, bạn thấy rằng là đối tượng của mình đã được che hoàn toàn không thấy được và nó chuẩn dead luôn các bạn chưa? Thì nếu ví dụ nhá, mình ví dụ một trường hợp nữa là các bạn mà gặp phải, ví dụ như các bạn để ở đây này mà cái hình của người nó đang bị che, ví dụ như trường hợp mà cái anh này nó nằm có một nửa mặt ở trong cái phần của cái cậu này bị che này, mà mình không muốn che vào cái người có cái anh này mà mình chỉ muốn che nửa mặt thôi, nhưng mà che nửa mặt thì nó sẽ bắt hơi kém và mình làm cái hình nó sẽ bị lẫn đấy. Thì các bạn không muốn như vậy thì các bạn sẽ bắt đầu từ kiếm này cho nó đủ mặt. Thì còn cái khoảng sau này thì như thế nào, thì các bạn ví dụ như vậy, khoảng này nó chưa có nhá, thì các bạn lại tiếp tục, các bạn chọn vào trong cái phần mask này, sau đấy các bạn lùi về cái frame của mình này, bạn lùi về cái điểm đầu này, sau bắt đầu bạn chọn một cái frame mới bằng cách bạn key vào cái này này bạn này, một cái frame này, sau bạn di chuyển cái frame nó đến cái điểm mà các bạn cần đấy, có nghĩa là mình tạo thêm một cái keyframe nữa vào đoạn cuối cũng như vậy thôi. Ví dụ đoạn cuối mà các bạn thấy cần che một xíu nữa thì các bạn có thể tự key cho nó thêm một hai cái frame ở điểm đầu và điểm cuối, nếu mà nó chưa chưa bắt hết được cái điểm của mình đấy thì các bạn chọn vào cái đó, sau bạn chọn thêm một cái keyframe này thôi, nó đơn giản thôi. Hoặc các bạn có thể tích cái chuyển động khác, chẳng hạn như là mới đầu thì nó rõ này, chẳng hạn như ở cái phần opacity này, chẳng hạn như mới đầu các bạn muốn nó rõ nhá, thì các bạn sẽ có thể cho nó cái frame mà nó mới đầu 0% đi, sau đến dần dần nó dần dần nó che dần che dần che dần, thì các bạn có thể click vào cái mask opacity này, các bạn tạo ví dụ như cái lúc đầu bạn cho nó là 0%, sau đến dần lên 10 20 30 rồi đến 100%. Đấy là mình ví dụ các bạn tạo hiệu ứng thôi, còn cái che mặt này thì mình nên che nó từ đầu luôn nhá. Rồi nếu các bạn muốn chỉnh sửa thế nào thì bạn cứ vào cho bạn làm thôi, nó cũng khá là đơn giản. Cảm ơn tất cả các bạn.